Em đồ gỗ Mỹ Nghệ Trường Minh Hải Phòng và xin kính chào tất cả các bác. Chúc mọi người có một buổi tối, mai buổi tối thứ sáu, gần cuối tuần rồi, thứ sáu mốc trẻ và tin. Thì vẫn thấy như mọi khi thôi, mỗi một buổi tối thì em Minh để lên clip và chia sẻ với mọi người những cái sản phẩm đồ gỗ Mỹ Nghệ. Để anh em xem ưng món nào và hợp với không gian, hợp với túi tiền của mọi người. Mọi người có thể liên hệ với em mọi người nhé. Vẫn trên cái phương châm là hàng ngon bổ rẻ đẹp độc lạ mọi người ạ. Ngon bổ rẻ đẹp độc lạ, em vẫn cố gắng làm như thế. Giá hợp lý theo giá sản xuất và chất lượng phôi, chất lượng gỗ. Thì anh em xem được clip thấy hay thì trước tiên mọi người hãy dành cho mình xin nút like mọi người nhé. Thấy hay thì nhớ dành cho mình xin like. Thì rất là nhiều khi các bác xem mọi người cứ vui đam mê mọi xem thì cứ dành cho mình xin nút like thôi. Xem clip thì dành cho mình xin nút like, em chẳng cần mọi người thì cần xin nút like. Còn nếu anh em thích món nào thì ưng thì chốt. Và ai xem được clip chưa đăng ký kênh thì nhớ vào ấn nút đăng ký để ủng hộ em mọi người nhé. Em xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thì cái sản phẩm đầu tiên mà em Minh muốn chia sẻ mọi người đây là một cái bức đạt ma. Đạt ma thì chỉ tác dụng gỗ chắc. Gỗ chắc mọi người, đây là gỗ chắc. Đây là gỗ chắc. Đây là em sẽ quay cho cầm với mọi người để dùng để em quay. Đây là một cái bức được chế tác trên một cục chắc phôi, này là phôi chắc ta của mình. Thì em sẽ chia sẻ hình dung cho mọi người là cái cục phôi đầu tiên nó sẽ như nào nhá. Thì cái cục phôi đầu tiên nó sẽ là phải như này, bởi vì hàng này hàng điền, hàng này hàng điền 100% là không có chắc đâu mọi người. Nếu chắc ghép thì là nó sẽ rẻ. Thường thường thì nhiều khi mọi người mua trên thị trường ấy, thì người ta sẽ làm một cái hàng như kiểu là chắp cụ đạt ma lên cái bệ này, chắp cụ đạt ma lên cái bệ này, và cái người ta chắp nhiều khi người ta không nói, mọi người sẽ không biết được đâu là hàng của chắc này nó khó phát hiện. Và cái chắp cái kiểu thứ ngang này này rất là khó ra, chắp thứ ngang này là anh em cực kỳ khó phát hiện nhá. Chắp dọc như này này, chắp dọc này thì mọi người rất là nhìn dễ, nhưng mà chắp kiểu đặt như này là anh em cực kỳ khó kiểm tra và khó biết cực kỳ. Nên là mua thì nên mua chỗ nào uy tín mọi người nhá. Thì đây là một cục phôi bánh xe, phôi chắc bánh xe. Và kích thước của nó sẽ như thế này này, cái cục phôi ban đầu nó như thế này mọi người này. Nó đúng như một cái vòng như này luôn. Đúng một cái vòng như này luôn nhá. Một cái vòng luôn, cục phôi rất là to ạ. Và những cái phần này là đục móc ra, đục móc hết những cái gỗ này ra, vì nó tròn như này mà cục phôi nó tròn như này thì mới người đục được cái người cụ đạt ma cao hơn đây. Đấy là cục phôi rất to. Sau đục móc ra, móc ra, móc ra. Đây có một cái chum mà. Đấy. Thì mình móc ra và chặt tới cái tường gạch. Đây là phôi niền chứ không có chắc. Thì cái bức này trên thị trường bán giá là khá là chát, hàng người ta gọi hàng decor. Hàng decor này giá khá là cao. Bởi vì cục phôi này mua cũng khá là chát tiền đấy, không rẻ đâu. Vì nó to như thế này. Thường thường anh em mua là sẽ bị chắp nhá. Chắp đôi, chắp cụ đạt ma lên cái bệ này. Còn đây của em mà niền một cục như này thì nó phôi rất là to. Giá em để cho mọi người rất hợp lý thôi. Anh em sưu tầm để decor nhé, phòng trà. Rộng 25. Rộng 25. Cái này phôi bên dưới nó cũng còn có cả một cái miếng gỗ như này nữa này. Nó gần như là cục gỗ nó sẽ tròn như này. Tròn như này. Đấy thì em phải cắt cái phần đế đi. Cắt cái phần đế đi để nó để với để được bằng mọi người nhé. Đấy. Đấy nó rất là nhiều, mất rất là nhiều phôi. Cao 26,5 và độ dày là 10 phân, độ dày 10 phân. Hàng niền nguyên khối, chuẩn chắc Việt của mình, đục kỹ tỉ mỉ, sắc lép. Đục tay nhé, hàng đục tay 100% luôn. Anh em về có thể kiểm tra những cái đường nét này, nếu đục máy ấy, thì những cái đường nét này nó sẽ đều tăm tắp nhé, đều tăm tắp. Nhưng mà đây đục tay thì nó sẽ có một chút gọi là lệch lạc. Vì đục tay mà nó sẽ có lệch lạc chứ nó sẽ không để đều tăm tắp như hàng đục CNC đâu. CNC đục 100% đều tăm tắp luôn. Đấy. Thì cái bức này em mình sẽ để mọi người cái giá sản xuất nhé. Bức này thì tầm trên thị trường bán nó phải tầm 2,5 đồng, 2,5 đến 3 đồng mà nhiều khi còn bị chắp ghép. Em mình để cho mọi người giá 1860 thôi. 1860 thì cũng chia sẻ mọi người em làm ra nó rơi vào tầm khoảng gần 1,7 triệu. Gần 1,7 triệu vì cục gỗ nó to mà. Gần 1,7 triệu. Đục rất kỹ. Đục rất kỹ các bạn. Hàng rất kỹ anh em mình. Anh em mình này rất đẹp nhá. Và hàng điện nguyên khối này nó rất giá trị đấy. Đấy. Ok chưa? Tuyệt vời luôn. 1860 thôi. Em chỉ xin mọi người chắc tầm 150. Em giữ thành công. Anh em nhìn này. Đó, rất tuyệt vời. Này quá phê rồi. Quá phê rồi mọi người. Hàng này em đảm bảo là rất là to và cái giá này là cực kỳ êm đấy. Cực kỳ êm cho mọi người.
em nghe cho mọi người một sản phẩm nữa. Đây, sản phẩm cọc rất là đẹp. Đây hàng này đủ thật sự mọi người này. Nó gần nhà top 1 hàng ngày đủ cọc. Đẹp cho mọi người. Cái này anh em đẹp mà để bàn trà thì thôi rồi đấy. Mọi người bàn trà mà có anh em bạn bè hay đến uống trà này thì mọi người để giúp em những cụ cọc na sen như này. Đây là chuẩn chắc Việt và hàng đục liền nguyên khối đây này. Đấy, gần như đặc hết. Chắc Việt đây là những cái bạch gốc gác của gỗ chắc Việt của mình. Đấy, gỗ chắc mình là nó đây chất vân này. Hàng có mỗi cái đồng tiền này là gắn vào thôi, còn toàn bộ là liền nguyên khối. Đấy, đẹp chưa? Cái để bàn trà thì tuyệt vời luôn đấy. Cóc này làm mọi người làm di sần rất là kỹ và tỉa toát đến cái chất vân này. Đó, cóc đục rất dày mình. Đục rất dày mình vì làm hàng rất kỹ mọi người nhé. Từng cái đồng lớp tỉa đồng tiền này là mình nhìn này. Rất lâu công. Chất lâu công đấy. Cục chắc này nó phải rơi vào tầm khoảng chắc phải tầm khoảng 600 nghìn cục chắc này. Công đục nữa thì những cái con cóc mà những cái tác phẩm cóc mà to mà đục kỹ như thế này thì chắc cũng phải tầm khoảng 2,5 triệu. Mọi người mua phải tầm 2,5 triệu đấy để bán trà đấy. Kỹ và đẹp. Đồ liền nguyên khối nhé, cam kết mọi người liền nguyên khối một cục gỗ nhé, em không làm chắc đâu. Mọi người yên tâm. Này thì quá phê rồi, cái chất gỗ thì quá chất lượng mọi người, đẹp lắm, rất là nghệ thuật luôn đấy. Cực kỳ nghệ thuật luôn. Mà giá cũng cực kỳ hợp lý. Dài 25 nhá, to phết đấy ạ. Dài 25. Cái độ dày của gỗ là 18 và cao lắm. Chiều cao 16 nhá. Dài 25, dài 25 cái độ dày là 18 và chiều cao là 16 phân ấy. Chiều cao 16 phân là rất là dày. Đẹp lắm các bác ạ. Đục liền khối đây. Bẹ đặc xịt luôn, gần như đặc xịt luôn, một chút cong cong luôn. Đấy. Ok chứ mọi người, rất đẹp nhá, chuẩn chắc Việt. Em để mọi người 1250 thôi, 1250 thôi. Anh em sưu tầm đấy nhá. Đẹp lắm mọi người ạ, à. Phê lắm. Nhận hàng sẽ cực kỳ thích ạ, à. 1250. Ok. Em sẽ lên cho mọi người một món nước. Toàn là mới cặp chuột đẹp này nên bán tặng mọi người cho hết đi. Bán tặng mọi người cho hết đi. Để em bán kỷ niệm mọi người nhé, cho anh em vào nhanh tay nhé. Để ý điện thoại này. Mọi người nhìn chưa? Đây là một cái bạch sụn hương. Một cái bạch sụn hương. Đấy là xịt luôn nhé. Thì em có đục một cặp vợ chồng chuột. Đây đục kỹ, hàng đục kỹ mọi người nhé. Anh em nhìn này. Đó, đục rất là kỹ. Đục rất là kỹ và tuyệt vời. Và mọi người quay cho ngắm cái chất vân này. Anh em nhìn cái chất sụn này. Đó. Mới đi công đục cũng đã bao nhiêu rồi. Xong đây là chất sụn hết này. Cái này mọi người trang trí vào những cái vị trí nó đẹp thì anh em trang trí hàng rất kỹ. Thật sự là đúng rất là kỹ. Và phôi này, phôi là những cái phần bạch sụn hương là nó rất là đẹp và giá trị về phôi. Thật sự giá thì cũng hợp lý thôi, đúng công thợ thôi. Tuyệt vời luôn đấy mọi người. Cái này chiều rộng là 28 này. Chiều dày của gỗ là 13 này. Và chiều cao là 24 này. 24 mọi người nhỉ. 24 mọi người nhá. Đẹp lắm và đục là liền nguyên khối nhá, liền nguyên khối. Anh em nhìn cái chất vân này, về mọi người nhận hàng cũng thấy này. Vân này. Đẹp lắm, gỗ nó già đét đẹp đẹp mà. Liền nguyên khối, đây là một cả một cục gỗ như này này. To như này đấy. Xong là hạ đục. Đấy. Thì để cho mọi người này. 790k nhá. 790k anh em cứ tính hộ em tiền gỗ, tiền công, công thợ, tiền gỗ, tiền sơn si và công của em Minh. Đấy, mọi người gỗ đặc xịt đấy, vân mình phần mộc của nó có vân nó xoắn xịt này. Đặc xịt luôn. Có một cái tác phẩm này có thể gọi là một cục chắc. Đây, này em đang tính là em sẽ nên một cái thảm đỏ nữa. Một cái kỳ thảm đỏ nữa.
không đặt cụ cóc lên, đặt cụ cóc lên mọi người nhé, một cái kỳ thảm đỏ đặt cụ cóc lên. Thì em chia sẻ mọi người, nếu mà những cái cụ cóc mà được cố chắc và to như thế này, đế như thế này, to như thế này, đế như thế này, thì nói thật mọi người luôn là trên thị trường bán toàn mấy củ thôi, toàn mấy củ thôi, to lắm anh em ạ, toàn mấy củ thôi chứ không có rẻ đâu. Đúng. Sừng luôn nhá, mọc sừng lên đây nhá, mọc sừng luôn nhá. Cái này để bàn thì cực chất luôn đấy, cực chất luôn. Mà giá em đảm bảo mọi người nghe phát mùa luôn luôn, em giá sản xuất thôi, em mua đợt một này em mua nhiều chắc lắm, em mua xô xô luôn, rất là nhiều chắc. Cái này chiều dài là 22 này, cái chiều dài tổng thể 22 này, chiều rộng này, chiều rộng 20 chứ mọi người ạ, chiều cao này cao 15, cao 15. Em sẽ làm cho anh em một cái kỳ thảm đỏ nữa, kỳ thảm đỏ nữa, làm một cái kỳ nhỏ nhỏ thảm đỏ cao này về mọi người đặt cũ lên, trời ơi tuyệt vời luôn. Mà giá này đúng cái giá sản xuất cho mọi người này, cục chắc để cắt mà thon gọn như này, cục chắc to lắm mọi người ạ, à, không có nhỏ tí nào cả, không có nhỏ một tí nào luôn. Cái cụ cóc cụ này này cả kỳ nữa, một cái kỳ thảm đỏ mất tầm 200.000 rồi, 150-200 rồi, thì cứ cả kỳ nữa mất tầm 150, em gọi là tầm 150 rồi, thì là cái nó sẽ lên một chút. Còn nếu mọi người không tính kỳ thì giá nó sẽ rẻ đi nhé. Nếu cả kỳ thì em chỉ lấy cụ mọi người cụ này là 1650, còn không kỳ thì bác nào đấy không lấy kỳ thì cụ này là 1,5 triệu đấy, 1,5 triệu mọi người nhận đây. Đây em sẽ đã đặt hết thì em sẽ chia sẻ này, nó sẽ bị đây sẽ khuyết một cái góc này, cái gỗ nó bị khuyết một góc này, lại em có ghép một cái góc này này, đây một cái ghép một góc này đây, con nghĩ đặt đây nó chính là cái phần này, cái này đây, phần này này nó chưa vào đến chân này đâu nhá, nó chỉ có phần bìa thôi này. Đó, thực ra là nó mình muốn nó to hết cỡ ấy, thì mình chắp một chút đây. Đó, đấy thì chia sẻ mọi người nó rõ ràng như thế, quần gần như đặt 100% rồi, như thế này là quá xuất sắc rồi đấy, quá xuất sắc luôn. Nên một kỳ thằng đỏ đó, cả kỳ thì là 1650, còn không kỳ là 1,5 triệu. Anh em nào thích chơi kiểu gì thì chơi, to lắm. Bây giờ cục phôi nó cục phôi khủng lồ luôn đấy mọi người à, và giá này thì đúng là cực kỳ hợp lý cho anh em chơi rồi, mà đục dày dặn đẹp, còn to là thôi mọi người nhé. Nên hai con có một cặp, và nhỡ nhỡ thì thôi để ngày mai, nhỡ nhỡ để ngày mai nên mọi người hai con đấy, hai cụ này là khá ok. Em sẽ lên cho mọi người một cái tác phẩm này rất là to. Này thì mọi người có mua cái tác phẩm này thì anh em cứ so sánh, anh em so sánh thì chắc cũng không bao giờ có giá đến tầm 8-9 triệu đâu một cái bức như thế này. Hai người bê được nhá, chứ còn một người thì xin phép chịu không bê được, chắc còn phải lặng tầm khoảng 7-8 cân. Bởi vì phôi này là phôi ốc đà khủng khiếp luôn, 1.5 tạ đến 1.6 tạ nó cắt đi được nhá. Nào bê đây, được không? Nước của pha này. À, ui, chắc cũng 80 cân. Để cái khác nhé. Nào, phân nữa nào. 2, 4 đổ. Nào, nặng thật. 2, ôi dồi, xa mê rồi chứ. Nào, nhấc mạnh lên. Sợ thật, nặng thật. Không chắc là 90 cân rồi. Cô này bê đẻ, đừng quay xuống. Ui dồi. Nặng thật, không nghĩ nó nặng đi. Ui dồi, anh em mới nặng lắm. Mà phôi là phôi mua đắt tiền này. Mà hôm nay em sẽ để cho mọi người cái giá sản xuất thôi, giá nhà sản xuất ra thôi. Đây là một cái chuông ngũ cốc, ngũ cốc Trấn Bình, được chế tác hoàn toàn liền nguyên khối 100%. Và xin cam kết với mọi người tất cả những cái gì mọi người đang nhìn này nó đều là tự nhiên của gỗ, tự nhiên 100% của gỗ, tự nhiên 100% của gỗ anh em nhá. Và anh em có thể
bây giờ mọi người mua hàng các bác thường thường cái phép thử là mọi người cân nặng xong hoàn thiện để mọi người so sánh. Thì anh em cứ cân nặng sản phẩm lên anh em so sánh. Nhưng em đảm bảo mọi người bước này chắc không bao giờ dưới tầm khoảng 70-80 cân đâu. Hai vợ chồng bê không nghĩ nó nặng gì. Bởi vì cái quả phôi này này nó ôm quá khủng khiếp nhiều đá. Em gọi là một cục phôi quái. Phôi quái mọi người nhá. Và anh em mua những cái sản phẩm gỗ hương hung đá thì mọi người lên xem xét và kiểm tra thật kỹ đấy mọi người nha. Đấy, em chia sẻ mọi người đấy. Còn đây em sẽ cam kết để mọi người, đây là cam kết là cái phôi này của em đó là đá tự nhiên, tự nhiên 100%. Thì cục phôi nó toàn tạ rưỡi đã xong cả đi thôi. Đây mời mọi người đi sát vào để chúng ta chiêm ngưỡng cái đá tự nhiên nó sẽ như thế nào mọi người nhá. Anh em sẽ thể nhìn thấy đây là bên quả bên ngoài đấy nhá. Đây này, cái gỗ nó phải ôm đá, nó phải ôm như thế này nhá. Này, như thế này này, đây này, nó phải kít đến mức độ như thế này, kít đến mức độ như thế này mọi người nhá. Nó gần như chúng ta lấy con dao chúng ta chọc vào đây không chọc nổi, lấy con dao mà chọc vào đây không chọc được nhá, bởi vì nó khít đến mức độ như thế đấy. Ngay cả trên những chỗ này nó còn đây này, cái đá này, gỗ ôm đá thì là bên là gỗ nó phải chùm lên được cái đá đây, và đây là khi chúng ta đục ra trên này là đá này, đây là trên này đá này, thì xin phép mọi người là không có ông thợ nào có thể chắp được, không có tạ, có thánh thần nào có thể chắp được như này, chỉ có tự nhiên trong quá trình cây gỗ nó sinh trưởng và nó ôm dần dần một cục đá đấy. Đây nó như thế này đấy. Thế là rất nhiều bác mua hàng của em và trước mua thường thường là rất là lăn tăn trong vấn đề là liệu có phải đá tự nhiên không, bởi vì các anh ấy mua gặp phải trường hợp là đá chắp và các anh ấy nghi ngờ. Thực ra cái câu chuyện nghi ngờ nó rất là khó. Bây giờ nhiều khi các bác mua thì người bán thì bảo là liền, còn người mua thì bảo là chắc, thì câu chuyện là xảy ra tranh cãi thì nhiều khi chúng ta chẳng biết được. Đây là khi mà người mua thì cứ đây, nó phải khít như này nhá, khít như này. Hôm nay em quay clip rất là sớm chia sẻ mọi người, tầm này nó mới cầm 6 giờ rất là sớm, chứ muộn thì là vì hàng to này quay sớm chút. Đây mọi người sẽ nhìn thấy đằng sau này, đây là đằng sau và đây nó có lu, có lu này, và cái chum này một chum cực kỳ giá trị, nó hoàn toàn là vân tự nhiên hết này, nó bị xước một chút cho cái gì nó cọ vào đây này, cái gì nó dính vào đây, đây vân tự nhiên hết. Thực tế là những cái chum to này mọi người mua thì nên hỏi người bán là xem là những con lọc vẽ vân ở đâu, thì thường thường là rất nhiều những cái chum là vẽ vân bét là nhà luôn. Em phải chia sẻ mọi người là vẽ bét là nhà chứ không phải là không vẽ, vẽ bét nhà luôn. Thế còn đây là vân tự nhiên hết, đây là sụn nu này. Đấy, rất đẹp. Chum to thì thật sự là vẽ bét nhà luôn đấy, vẽ bét nhà luôn. Đây đá đây. Đây cái mọi người nhìn đây, đây này. Đây để chứng minh mọi người một điều. Đây này, đá nó chu thật đây này. Để chứng minh cho mọi người một điều là cái này nó là đá tự nhiên. Nó tự nhiên nó phải như này. Đây này, đây đá này. Đấy. Đá nó cứ chung mà nó nặng bởi vì nó quá nhiều đá và em mua phôi là phôi đắt tiền. Đây là một trong những cái chum mà người theo cái yếu tố phong thủy ấy, người ta bảo là mộc thạch, có nghĩa là ngọc trong gỗ, gỗ trong đá và đá trong gỗ. Đấy, anh em mà chơi cái cảnh thì sẽ thực kỳ thích chơi môn thể thao gọi là đá gỗ này. Và phong thủy ấy, thì là những cái chum như thế này mà nó có những viên ngọc, vì đá là ngọc này thì cái phong thủy nó rất là cao và chỉ duy nhất các bạn có thôi nhé. Em xin phép ngồi xuống. Nắng lắm. Không biết tính bê xuống nổi không? Không bê xuống đâu. Em xin phép đo kích thước cho. To lắm mọi người ạ. Em nghĩ cái chum này là cực kỳ lặng, chứ không phải là dùng từ lặng mà dùng từ cực kỳ lặng. Chiều rộng là 72. Giá thì em đảm bảo mọi người là mềm nhất của đất luôn. Cao 68. Cao lắm nha, cao 68 nha. Và độ dày. Dày 48, độ sâu là 48. Và cái gỗ này, gỗ ôm đá này nó sẽ đắt hơn những cái dòng gỗ thường. Những dòng gỗ thường không có đá mọi người nhá. Mọi người phải phân biệt nhá. Dòng gỗ ôm đá bao giờ nó cũng sẽ đắt hơn cái dòng gỗ thường. Ví dụ gỗ thường mua 3 năm thì gỗ ôm đá phải mua giá trên 3 năm, 40 hoặc 4 năm. Có những cục ôm đá phải mua với giá 70-80 nghìn một cân cũng có mọi người nhá. Nên là anh em phải so sánh thì nhiều khi là chúng ta không biết được. Đấy là đây là ôm đá sẽ, giá trị nó sẽ cao hơn. Thì cái bước này em Minh chia sẻ là để cho mọi người cái giá cực kỳ hợp lý,
và anh em nhanh tay đi về chốt giá cho mọi người. Bước này hôm nay phôi này chắc chắn là rất là nhiều phôi và nhiều tiền, nhưng mà em sản xuất cho mọi người theo cái giá sản xuất thôi. Anh em lưu ý cần hàng khủng, hàng quái, hàng khủng, hàng kinh điển thì chứ không này đồng tiền nó có hết đầy đủ đồng tiền. Để như ý, cái này gỗ dày hết nhé, em moi này thôi, cái anh bóc thành như vậy như ý luôn. Quay một chút sẵn mà sau đấy. Lúc này thì để cho mọi người giá cực kỳ hợp lý 6.800.000 thôi anh em ở bên cạnh. So mọi người mời mọi người so sánh với giá thị trường. Và đây là phôi ôm đá, hàng bây giờ còn chắc phải tầm 70-80 cân phôi. Sau khi hoàn thiện rồi còn 70-80 cân. Mọi người cứ tính phôi lên giúp em và giá trị của những hàng phôi ôm đá này, các bác so sánh với giá 6.800.000 mọi người nhé, đảm bảo các bác luôn là không ai làm giá này. Ok, bê xuống đi. Nặng em bê xuống được, bê được. Bỏ máy. Nặng thì cố chứ em. Mình phải cố gắng. Đúng không bác? Phải cố gắng chứ. Không cố cũng phải cố. Bê gá đi trước xong rồi một phát đặt xuống dưới luôn. Nào, được chưa? Cái bác lại hết được đâu nữa. Từ từ đẩy đi. Bác, các bác tính vợ chồng một vứt bạc không? Không có thuê người để bán cho mọi người giá lại nhé. Chứ còn nếu mà đi thuê người thì thật sự mọi người là không bán giá này được đâu. Hai vợ chồng làm tất ăn cả đấy, cũng muốn làm sao mà để cho mọi người được cái giá hợp lý một chút để anh em chơi nó được và mua nó được những sản phẩm đẹp và giá hợp lý. Chứ còn bọn em mà đi thuê đi mướn là cứ thuê hai người live stream một tháng mất tầm hơn 20 triệu rồi thì cái đấy nó cũng vào giá thành của sản phẩm chứ có ai cho mình đâu, nó cứ đều cộng vào giá thành sản phẩm hết. Ui rồi đấy, đấy từ từ anh còn quay đây đi. Một con voi đơn đi. Một đơn đi. Mà đơn voi mẫu tử đây, đơn voi mẫu tử đây, đơn mẫu tử đẹp ngu lên bán cho mọi người bán cho mọi người chút chút cho mọi người để chơi đây, con này đẩy đi được đây. Em để cho mọi người tác phẩm này giá hợp lý chút nhá để anh em chơi chưa, để cho mọi người giá hợp lý thôi. Cái này thực ra là em bán rồi nhưng mà là hôm đấy là chốt nhầm, chút nhầm cho khách, chút nhầm cho anh khách thì thôi, hôm nay nó nhầm nhọt một chút thì hôm nay em sẽ nên em để cho mọi người cái giá hữu nghị một chút để coi như là tình cảm cho anh em. Nếu các bác xem tác phẩm voi này thì em đã quen một lần rồi và em cũng đã chia sẻ mọi người là giá là 3.500.000-3.700.000 gì đó, em không nhớ, thật sự là không nhớ, nhưng mà quả thực là cái chất lượng của phôi này thì rất là tuyệt vời, thật sự là rất tuyệt vời. Mọi người nhìn này, toàn bộ vân này nó ma mị vô cùng luôn, ma mị vô cùng và nó điểm những cái lu chân lu rất là nhiều. Và đây là cái vòi này, đây cái vòi và cái cục phôi nó phải như thế này mọi người nhé, cục phôi nó điền như này thì mình mới đục được tách bóc lên như này. Đây là những cái chân mắt lu, nhưng mà em bán là giá gỗ thường thôi, với cái này là mình mua gỗ đầu xe giá 35 thì mình gặp đến những cục gỗ nó bám lu thôi, chứ cái hàng này thật sự là không thể nói là hàng mua giá gỗ lu được. Và mua giá gỗ lu thì nhiều khi anh em biết anh em cười chết đấy, nói như thế. Và cam kết mọi người gỗ đặc nhé, cái phần bệ chân này nó không bị thủng đâu, đặc từ dưới đặc lên. Chân vân anh em thẩm giúp em này, đấy. Hàng này thì là hàng voi với em thì em đều là gỗ chọn cả. Và gỗ lạc thép. Xong là vân phải đẹp nữa. Đây mọi người nhìn những cái đồ đu đê là nó có một cái chòm đu ở đây này. Em cắt cho khoanh nha, thành một chòm đu đây này. Đó, đây là đu này. Đây là đu. Đấy, mọi người nhìn. Rồi em mình xin phép đo kích thước nhé, sẽ có ngà đầy đủ cho mọi người. Chiều cao là 50. Cục gỗ này cũng rất là to và nhiều phôi đấy. Rộng là 43. Và độ dày của gỗ dày 25. Cao 50 rộng 43 số 25. Em quay kỹ cho mọi người ngắm thiết vân nhé. Để đấy, quay đi quay không? Con nó bán rồi đấy. Trời cho anh Bình như thế. Nào, quay cho mọi người ngắm cái chất gỗ, chất nu. Từ một cục phôi to là bị em moi hết ra, thợ moi hết ra như thế này. Để nó ra được tất cả mọi thứ đều liền, nạc hết. Để anh em chơi nó được bền, bị cục phôi này đóng giá trị rất là cao. Công nghệ nó rất công thợ thì hợp lý lắm mọi người. Đây là lu hết này. Đây là lu mọi người nhé. Đây là lu đấy. Gương nó vòng quanh mà. Cái gỗ lu rồi nó vòng quanh. Đây, mặt sụn này. Em sẽ để mọi người giá hợp lý hơn một chút đi.
để anh em về chơi. Gỗ này thì không có vết mọi người nhé, hàng không có vết đâu ạ. Đấy, để có thêm giá một hợp lý một chút nữa, thôi thì mình giảm một chút công nữa đi, giảm một chút công nữa xuống để cho anh em chơi những cái sản phẩm đẹp này. Thật sự là mọi người đến bê tác phẩm hoa này với cái giá hôm nay em để mọi người thì các bác đến chơi rất là hợp lý thôi, giảm một chút xuống. Em để em không nhớ là trước bán 35 37 đâu, nhưng mà thôi hôm nay em sẽ để cho mọi người 33 33 thì anh em phải chơi nhá. Giá này thì cực kỳ hợp lý rồi mọi người, bởi vì là gỗ nó cũng đầu xe đấy, gỗ đầu xe nó cũng đắt đắt, mà thứ hai hàng nó vip không có vết đấy, phương châm là hàng đẹp giá êm thôi và chất lượng phôi là số 1 thôi, tuyệt vời nhé. 33 đưa cặp gỗ bán cho mọi người cái này thì có kinh nghiệm về vân đây, của một cục phôi Hương Nha Trang ngày hôm qua này. Cái lô phôi này thì nó chỉ được một cục Hương Nha Trang này cắt làm đôi đế gỗ này, anh em nhìn đế uy tín nhá, đế này thì uy tín nhá. Một cục phôi Hương Nha Trang cắt làm đôi thì hôm qua em bán một con voi một, à con heo một, còn đây là heo cặp. Em đảm bảo mọi người là nếu về cái chất hương ấy thì đây, nếu anh em nào thích chơi những cái màu gỗ sáng màu thì Hương Nha Trang ấy, thì đây là một trong những cái chất mà số 1 luôn ấy. Dùng một từ là số 1 đấy, chuẩn luôn đấy. Em quay kỹ cho mọi người ngắm luôn cho nó chất phê như này, thì loại luôn đấy các bạn. Anh em thẩm giúp em từng cái đường chun của Vân Hương Nha Trang, nó đẹp lắm, nó sáng vô cùng luôn, sáng quắc quắc luôn đấy. Đặc xịt phôi nhá, phôi đặc xịt nhá, để cho mọi người giá thì cũng cực kỳ hợp lý thôi, đúng gỗ đúng công thợ thôi. Anh em đi mua những cái tác phẩm voi đẹp như này ấy, dày gỗ này, mọi người nhìn cái bao này đi, em chia sẻ mọi người là người ta phải bán những quả voi quả to như này phải tầm, mà nếu mà cửa hàng cửa hiệu ấy thì phải trên 2,5 triệu, nhưng mà thợ nhà làm những công gỗ em mua giá hợp lý ấy, thì để cho mọi người giá các bác giật mình luôn nhá. Cái này dài 55 này, dài 55 này, cao 30 này, anh em nhanh tay một chút, sâu thì rất là dày, sâu 30, dài 55 cao 30, sâu 30, về chất gỗ chất vân thì thôi nó đẹp ngất lên con cá tây luôn, mà giá thì giá nó cũng đẹp theo giá gỗ luôn, giá của sản phẩm luôn, sản phẩm đẹp nhưng mà giá lại cũng cực kỳ đẹp. 1550 không ship cho anh em một nhanh tay, em đảm bảo mọi người này, em thách ai bán được giá này luôn, câu gì thế, không ai bán được giá này luôn, trừ khi đi xin được gỗ. Trừ khi đi xin được gỗ mọi người nhé, còn ngoài ra nó không xin được gỗ thì chắc không làm được cái này đâu. Đây là gỗ mua được hợp lý mà công thợ nhà hợp lý, bán mọi người 1550 không ai bán được cái này. Vợ em đang bảo em mà đừng có thách, biết đâu có người ta bán rẻ hơn thì sao. Mà thật sự là không có ai bán rẻ hơn được cả, giá này thì thôi mà ai bán rẻ hơn nữa, mà gỗ này đặc xịt đấy, không bỏng thủng không keo gì cả. Có ai mà bán rẻ hơn được đâu, giá bình dân trên thế giới rồi. Ok, hôm qua có một hai tác phẩm, hai tác phẩm châu thì bán một tác phẩm rồi, còn một tác phẩm này em nên nốt cho mọi người. Cái này thì nó đế đặc nhá, qua đế thì nuốt nuốt một chút như này, đế đặc xịt này, đây cái rễ này, đấy, đặc xịt, mình nhìn cái chất vân này, ít sụn nhé, này. Chun sụn này, ít rồi, có hai con thì bán một con rồi, còn một con này nên nốt, đặc xịt nhá, con này qua nó còn hơi nuốt nuốt, găng găng một chút, con này đặc này, cố cắt đi này, là nhiều gỗ hơn, niền nguyên khối 100%, hàng không có dặm màu vẽ vân, có một em thôi. Không còn em này là hết rồi, hết rồi, không còn em thứ hai, đợi lô tới. Đợt này châu là nó cũng khá là khó làm, bởi vì năm nay gỗ hương nó chưa về nhiều, đâm ra là chưa có gỗ đa dạng. Cao 22, rộng là 29, chiều dài 29 này. Cao 22 dài 29 và độ dày gỗ này nào. Dày 15 phân, chiều dày là 15 phân. Đây, dày 15 phân là rất là dày. Thôi một em này để mọi người 1,2 triệu nhé, 1,2 triệu không ship, đủ gỗ đủ công.
Nói chung mọi người mua được cái giá hàng đẹp, giá hợp lý theo cái giá nhà em sản xuất thôi. Chị em cũng không bán ra cao đâu, mọi người yên tâm. Em đưa hả? Cái đây là một cái gọi Blue Moon. Đây. Thực ra mọi người biết rồi đấy. Cái gỗ mun ấy thường thường là nó rất là không bao giờ, gần như là dùng một từ là không bao giờ có hàng đặc. Thực ra cái gỗ chắc ấy, cái gỗ chắc của mình ấy thì nó còn có hàng đặc. Nhưng mà gỗ mun nếu hàng gốc sẽ không bao giờ có hàng đặc anh em ạ, không bao giờ có hàng đặc. Nếu mà gỗ mun nó hàng đặc, nó chỉ dành cho những cái như kiểu hàng cành, hàng thân ấy, thì nó sẽ đuột. Em tưởng tượng, mọi người tưởng tượng hàng đặc nó sẽ như cái cánh tay của em này, nó dài đuột luôn, hoặc có như cái bắp đùi của em này nó dài đuột luôn đấy. Chứ còn nếu mà gỗ mun nói là những cái gốc bệ như này, hàng này gọi hàng nu mun này, thì em đảm bảo mọi người là 100 cục thì đến 150 cục hay 101 cục là bị lũa, không bao giờ có hàng đặc đấy. Quan trọng là lũa đến lúc bước nào và lũa ra làm sao thôi đấy. Còn gỗ chắc nó sẽ có hàng đặc, nhưng mà mun thì hiếm lắm, gần như không có. Em chưa thấy cục mun nào hàng gốc như này mà có đặc cả. Đây là một cục lu mun, đây đấy đây, em chia sẻ mọi người đấy đây. Cái này nó lũa một chút thôi, đây này lũa một chút đây nhá. Đấy này, nó như cái da gỗ này, không hàng này là với cái da này thì 100% là tinh nõi và không có rác nhá, tinh nõi và không có rác đấy. Mọi người nhìn da chưa, và trên này cào ra này nó sẽ có vân xanh. Nhưng mà những hàng này gốc lu này nó rất là già gỗ, và cái vân nó chỉ chìm như này. Đấy, chìm đây đấy, chìm này, nhìn chìm chưa, mọi người nhìn chìm chưa, anh em nhìn thấy chưa, mắt phải tinh cơ, mắt mà kém là không nhìn thấy đâu đấy, nó phải có cái góc độ nghiêng thì mới nhìn thấy. Đây, cái này nó nước có dính mà. Đấy, cái da gỗ đây này, cái da này là tinh nõi luôn nhé mọi người nhé, 100% là nõi lumun. Thực ra nhiều hàng lumun này nó cũng hiếm, giá thì bà người ta bán tặng cũng độ lên tí. Đây này, người bán phôi người ta độ lên mọi người, xanh, mọi người nhìn xanh chưa, anh em nhìn thấy chưa, chắc chưa nhìn thấy đâu. Đây này, xanh trên đầu này, đặc này, trên này nó đặc này, đây là xanh này, nhìn thấy xanh chưa. Thôi thế thôi. Một cụ di lặc đục đơn giản thôi, chủ yếu là phôi đắt tiền, rộng 20 này, sâu 25 này và cao 22 này. Để cho mọi người, dạo cục phôi này nó khá là đắt, nu mun mà 1379. Cái này em bán không có công đâu nhá, bán không có công đâu mọi người, 1379 bán cho hết, 1379. Em bê cho anh một cái bức bán thanh lý cái bức di tạc cái gì, ừ, bán đi cho hết đi, bức u sụn ngọc am ấy, bán đi. Để hai vợ chồng em bán kỷ niệm mọi người bức này nhá. Đây, hai người bê được, một người bê được, bán kỷ niệm một cái bức bức này đi, bức này chúng ta biết nói thế nào nhỉ, là dùng một từ đó là lấy nó rồi, em để em bán, quay em bán luôn. Và đây là một cái gốc u sụn ngọc am, nặng lắm, bây giờ phải nặng chắc phải tầm 30-40 cân rồi. Cục đá, cái này em nên bán kỷ niệm đi cho hết, chả quan trọng nữa. Hàng này thì năm ngoái này, đây mọi người lên gốc này, đây là một cái gốc này, đây nó phần mũ này, nhưng mà bên dưới đấy em cắt đặc rồi nhá. Đây anh em một thích chơi hàng Hà Giang chuẩn sợ, hàng của hàng Hà Giang thì chơi, và bức này thì rất là to, em sẽ để bán kỷ niệm. Tất cả những cái này nó đều là những cái u hết ấy. Mọi người nhìn đây, tất cả đều là u, những cái u đồ cái củ sâm đều là u hết này. Cái bức này thì em sẽ cho cạo lạo lại, bởi vì để từ năm ngoái này cạo lạo lại, hôm nay em sẽ sát lại một lần nữa cho nó mới, bức này mình nó to lắm. Bức này trên thị trường người ta toàn bán 5-6 triệu thôi, bởi vì gỗ nó cũng nhiều quá mọi người. Nhưng mà hàng này thì tôi từ năm ngoái em tính toán xong xuôi, tổng kết hết năm ngoái rồi, thì thôi hôm nay em sẽ để cho mọi người kỷ niệm, mọi người các anh em mình nhanh tay
nó đỡ chật nhà. Giá này thì anh em rộng 70 nhé, chắc đủ tiền gỗ và một chút tiền công này. Rộng 70 cao 43 và chiều sâu của bức này là tầm 40 phân, dày 40 phân mọi người nhé. Bức này về cái chất gỗ ấy, thì em đảm bảo mọi người là chất số 1 luôn, chất số 1 luôn, và đục liền nguyên khối 100%, liền 100%, gỗ đỏ au và già già đanh luôn, bởi vì hàng u sụ đấy, u gốc u sụ to lắm. Để mọi người 3 đồng 9 không ship em bán được hết, đảm bảo anh em là cực kỳ phê và to nhé. Anh em rộng 70 mà giá này thì mọi người nhanh tay đi, không bình thường không có giá này đâu. Em bán hàng từ năm ngoái, bán cho gọn hàng, dùng từ gọn hàng. Mà biết được mức này bình thường em bán tầm khoảng là giá cũng phải tầm khoảng 1,6 triệu. Đây 3,9 triệu nữa. Cho hết, bán hết. Ở đây ra khách trà đi, khách trà cho mọi người ngắm. Cây trà này em bán cho hết nha. Anh em cũng nhanh tay mua cây trà nhá, cũng chỉ còn đây là cái lô này 10 cái và trên xưởng còn 20 cái nữa là hết rồi. Anh em có nhanh tay thì chốt đi, không hết cái lô này thì xin phép mọi người là cũng không không còn cái giá tầm 400-500 nghìn này đâu nha. Không còn cái giá 400-500 nghìn này đâu, chắc nó sẽ phải hơn cái giá này đấy. Đây là chiếc số 1 number 1. Ủa này mọi người này. Ui trời ơi. Vân nó đỏ rực luôn này. Mộc rồi nhá. Này. Yeah. Yeah, cái này là nu nhá, cái này nu nhá, hàng không có vết. Cái này lưu các cụ nhá. Đây. Ấy, đẹp chưa? Này. Nu nhá. Úi giời, sụn này. Ui trời, hương ta nhá, chuẩn hương ta nhá. Anh em cứ yên tâm. Đây là em cam kết. Em dùng cái uy tín của em cam kết với mọi người đây là chuẩn hương ta và tất cả là hàng gốc hết. Và vì sao nó lại có cái giá nó chỉ 400-500 nghìn thì chia sẻ mọi người đây nào. Tất cả những cái gỗ này là gỗ em tồn kho bao nhiêu năm em làm nghề, nó dư nó thừa ra. Và cuối năm vừa rồi em cho thợ thì em cào và cào ra làm khai hết và bán cho kỷ niệm mọi người giá này. Còn chỉ còn 20 cái nữa và hết cái lô này thì xin phép anh em là một cái khay này ít nhất cũng phải tầm dao động từ 650 đến 700 nhé. Một cái khay như này nhé, còn không có cái giá 450 khay này đâu. Cái này gần như là không có gỗ đâu, chỉ có công thợ và sơn thôi. Công em cũng gần như chắc là 50. 42 nhá, cái này 42 nhá, số 1 nhá, 42 28. Và chiều dày là 4 phân rưỡi, 4228 mà dày 4 phân rưỡi, tất cả đều là hàng dày 4 phân rưỡi hết. Số 1 nhá. 450. Đi cho mọi người 3 cái. 450. Số 2. Cái này nó cũng là sụn đây. Cái này to hơn này là a chết đâu. Ấy da. Ồ vân của nó kinh như mọi người này. Đế này. Đặc xịt hàng gốc đây, toàn bộ là gốc dễ hết. Vân anh em nhìn này, còn như những cái dòng nước luôn, còn như những cái dòng nước luôn. Đây là vân tự nhiên hết này, vân này, đó mọi người nhìn vân nhá, nhìn vân nhá, đây là tất cả là vân tự nhiên hết. Đó, vân nó bắt chun, bắt chớp đàng hoàng này, đấy, không có vết tích gì đâu nhá. Toàn vân đẹp hết, toàn vân đẹp mà giá này mày. Cái số 2 này 45 4526 và độ dày em ạ. 6 phân. Dày 6 phân, dày 6 phân mọi người nhá. 4526 dày 6 phân. Số 2 450. Số 3. Ái chà, cái này cũng ác đấy. Cái này cũng kinh khủng đấy. Úi giời, gỗ này vân này chun chớp nu liếc. Đây tất cả cái này là vân của nó hết đấy nha, nó như những cái bông pháo hoa đây này. Gỗ rất già nha, gỗ này thì về mọi người chơi là khai chuẩn thế này,
gỗ giá đẹp. Đây là chớp này, chớp sáng, bát sáng nó sẽ màu lên màu này nha. Đây là vân tự nhiên ở gỗ hương Gia Lai. Cái gỗ hương Gia Lai của mình, những cái hàng gốc rễ ấy, thì nó sẽ không bao giờ có một cái chất vân và một chất màu nó đồng nhất trên một sản phẩm đâu, và nó sẽ loang nổ như thế này mọi người. Đây mới là hàng gốc, bởi vì nó rất là nhiều cái thể loại, nó sẽ loang nổ như này đấy. Còn cái hàng mà đồng một màu ấy, thường thường sẽ là hàng thân hoặc hàng là lên gốc, gọi gốc lên thân ấy, thì nó sẽ đồng một màu. Nhưng mà hàng đấy thì cái giá trị về lâu về dài cũng như là độ đẹp, độ chất đấy, thì nó sẽ ghép cho cái hàng này. Anh em nhìn chưa, nó sẽ ghép cho cái hàng gọi là kinh điển này, số 3. Cái này dày, cái út của dày này, trai mẹ ơi, chắc em phải làm được hai cái. Bốn mốt hai bảy và dày 7 nhé mọi người nhé. 4127 và dày 7, cái này 450, cái số 3, 450 số 3. Ba chiếc được các bác ạ. Mọi người nhanh tay của em, không có nhiều, không có nhiều mọi người nhé. Cuối cùng em lên cũng làm cái bài toán gọi là quyết toán nốt cho mọi người hai cái gạt tải cho hết rồi, chắc em cũng sẽ không làm nữa anh em nhé. Làm bán nó hai cái này xong rồi em sẽ không làm nữa, và bài toán này là quyết toán nốt cho anh em hết. Anh em nhanh tay bê chuẩn chắc Việt đục liền nguyên khối, anh em nhận hàng kiểm tra, nếu không phải cứ ném vào mặt em mọi người nhé. Để đây đặc xịt đục liền nguyên khối nha, qua ngà cái cắm đây đầy đủ đây, khoan nỗi ở trường cắm ngà là cái này vẫn bán tầm 900 đến 999k một cái, còn hai cái làm bài toán cho hết. Còn anh em muốn làm thì phải đặt nhé, còn em sẽ không sản xuất nữa, làm vui vui thế thôi. Gỗ liền này nó tốn nhiều gỗ lắm, mà bán này thì thật sự là vừa bán một kỷ niệm anh em. Cái này dài 24 này, rộng 17 này, và cao 12 này. Anh em đi mua một cái khay gỗ chắc đục mấy con chim cỏ hoa lá chắc bét tại là nhà mọi người, đã mua 400-500 nghìn rồi mọi người ạ. Mua một cái khay chắc bét tại là nhà mọi người, đưa gỗ chắc người ta chắp khay bây giờ toàn chắp nhá, những cái gạt tàn này này, gỗ chắc gạt tàn giờ toàn chắp, không ai đục liền cả. Nhưng anh em về cũng đâu có biết đâu, mua toàn 500 nghìn người có biết được đâu. Nhưng cái này là liền hết của em, đục vòi để cho mọi người này, 799k nhá, 799 đi, 79 cái số 1 này, 79 em bán cho hết. Vẫn còn rất là nhiều sản phẩm cho anh em, nhưng mà cứ quay từ từ thôi, không vội chứ. Cái số 2 to hơn đấy, sẽ bán cao hơn bởi vì nhiều gỗ hơn nhé. Đặt hết cái này thì để lâu nó bụi chút này, để 4-5 hôm mà nó bụi này, toàn hàng mới hết. Cái này to lắm, cái này thì phải bán hơn một chút này, nó to quá, nhiều gỗ, đục liền nguyên khối đế đặc. Anh em thích hàng to à, chơi giá này thì thật sự là thật sự bán một cái khay này, nếu bán 1 triệu thì được tầm khoảng 100-150. Cái này dài 26 này, sâu 17 này, và cao 15. Cái này 850 nhé. Cái này thật sự là không thể bán 79 được, nếu 79 là lỗ. 850 vì nó nhiều phôi quá. Cái số 2, số 2 hết. Em không làm hàng này nữa. Ý là nhanh tay, hai cái anh em nhanh tay, anh em bế được cái nào thì bế. Mua chắc thì em đợt tới đem sẽ làm cực kỳ nhiều, bao la trên mình bông luôn. Nên là mọi người cứ yêu món gì thì liên hệ mọi người nhá. Ok, vậy em xin dừng clip đây, cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc các bác buổi tối ngủ ngon. Mọi người xem clip thấy hay nhớ dành em mình xin good night. Ai chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh của em mọi người nhá. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ. Chúc mọi người buổi tối ngủ ngon. Bye bye, see you các bác.